Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này. Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ ông đã giao cho tôi năm yến tôi đã gây lời được năm yến khác đây ông chủ nói với người ấy khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói thưa ông chủ ông đã giao cho tôi hai yến tôi đã gây lời được hai yến khác đây Ông chủ nói với người ấy, khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói, Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp, hỡi đời tớ tồi tệ và biến nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi Thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi, hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời chưa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến. Trước Tết độ chừng 4 tuần, con có thời giờ đi thăm viếng quý cha, quý thầy dòng chúa cứu thế đang hiện diện làm việc mục vụ và loan báo tin mừng tại Tây Nguyên, vùng đất Gia Lai. Đây là một địa bàn rộng lớn với sự hiện diện và sinh sống của đồng bào thiểu số người Charai và Bana. Cuộc sống người đồng bào còn nhiều thiếu thốn. Cái nghèo vẫn bám riết lấy cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình như hình với bóng vậy. Một trong nhiều mối bận tâm của các linh mục đang làm việc tại vùng cao nguyên này là làn sóng di dân của các bạn trẻ đồng bào đến các thành phố lớn để làm việc. Tuy biết đó là xu thế khó có thể tránh khỏi của thời đại công nghiệp và toàn cầu hóa, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều góc khuất, những bóng đen nguy cơ của xu thế di dân này có cầu tức là có cung. Các bạn trẻ có cơ hội để bước ra khỏi cái vùng trũng của sự thiếu thốn và nghèo khổ. Các bạn trẻ được mở ra trước những điều mới mẻ. Các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc, học hỏi với những thứ văn minh của thời đại 4.0. Và họ học luôn và học rất nhanh những mặt trái, những điều tiêu cực đầy rủi ro thậm chí là bắt chước và theo đòi những điều có thể trái luân thường đạo lý. Người con Tây Nguyên đồng bào dần đánh mất đi cái bản chất bình dị, chân chất, chân thực của mình khi sống giữa một xã hội xô bồ, lừa lọc, đang cuốn họ vào những vòng xoáy của hơn thua được mất. Đây là lỗi đây là nỗi bận tâm lo lắng của các vị mục tử đang làm việc mục vụ trên vùng cao nguyên này. Một mặt, chân nhận những giá trị công sức lao động của các bạn trẻ đồng bào, những nỗ lực thay đổi đời sống bằng chính sức lao động chính đáng của họ. Sức lao động ấy vốn rất khó tạo ra một giá trị thẳng dư tương ứng nếu họ sống trên mảnh đất làng quê. Nhưng mặt khác, Giá trị lao động mà họ nhận được cũng phải trả một cái giá khá đắt, có khi phải đánh đổi bằng sự thay đổi bản chất vốn tốt đẹp, cao quý của, của họ. Họ còn phải chịu rất nhiều áp lực vô hình và hữu hình khi đánh đổi tương quan gia đình, anh chị em, bạn bè, làng xóm bằng một sự xa cách đơn lẻ nơi thành phố xa hoa. Nơi ấy Cuộc sống dường như dừng lại duy nhất với công việc và xoay quanh nhu cầu kiếm tiền và hưởng thụ. Hơn nữa, nếu là người Kitô Tô Hữu, có gì đảm bảo rằng những người Kitô Tô Hữu xa quê sẽ tiếp tục duy trì một đời sống đức tin gắn bó với Thiên Chúa khi thần tiền tài lên ngôi? Và con thiết nghĩ không chỉ các bạn trẻ đồng bào Tây Nguyên phải trả cái giá đắt để đạt được một giá trị vật chất tiền bạc sự nghiệp. Mà tất cả những anh chị em di dân đều kinh nghiệm về sự đánh đổi đau đớn này. Dụ ngôn những yến bạc trong tin mừng mắt theo chương 25, câu 14 đến câu 30 mà hội thánh cho chúng ta nghe trong ngày mùng 3 Tết với ý chỉ thánh hóa công ăn việc làm đã nêu bật lên giá trị lao động chân chính. Sự nỗ lực của những người lao động nói chung và cách riêng là anh chị em di dân. Phản ánh hình ảnh hai người đầy tớ biết xin lợi từ năm nén bạc và hai nén bạc mà họ nhận được từ ông chủ của mình. Họ đã ra công làm ăn buôn bán, tích lũy để từ năm nén bạc làm lợi năm nén khác, từ hai nén xin lợi hai nén khác. Và ông chủ đã khen ngợi và thưởng công cho hai người đầy tớ tài giỏi và trung thành này ông chủ trong dụ ngôn cũng là hình ảnh của thiên chúa thiên chúa trao ban cho mỗi người chúng ta một vài nén bạc đó có thể là khả năng tài năng sức khỏe trí lực và thời gian và thiên chúa mong ước nhìn thấy chúng ta sinh lợi từ những nén bạc được trao như thế cho dẫu mục tiêu ban đầu của sự sinh lợi này là làm giàu gia tài của ông chủ nhưng ông chủ của ta lại là chính Thiên Chúa Đấng chẳng giữ lại cho mình điều gì cả Ngài nói, Chúa Giêsu nói rằng Hãy vào hưởng và niềm vui của chủ ngươi Thiên Chúa đã mời gọi những ai biết làm lợi Đến để tham dự, để chia sẻ phần vinh phúc với Ngài Và chính con một Thiên Chúa Ngài còn trao ban cho chúng ta Huống chi là những của cải vật chất nhưng tin mừng cũng nói với chúng ta rằng Ông chủ lấy đi nén bạc của người không biết làm lợi Của người biến nhát chỉ ăn không ngồi rồi Để trao cho người có 10 nén Tất nhiên, sự xin lợi mà ông chủ mong muốn Phải đến từ công việc làm ăn chân chính Chứ không phải là làm ăn bất chính, bất công, chèn ép Hay đè đầu cưỡi cổ người khác Thánh Phaolô là mẫu gương sống động cho mỗi người Kitô tô hữu chúng ta về giá trị sức lao động của mình. Bài đọc hai chích sách công vụ tông đồ trong ngày mồng ba Tết nói với chúng ta rằng Phaolô đã chẳng lợi dụng chức vụ hay địa vị tông đồ của mình để được cung phục, nhưng tự ngài làm việc để sinh sống. Thánh Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Ephesos rằng Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng hay y phục của ai hết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Thánh Phaolô không dừng lại ở việc làm chân chính và mang lại ích lợi cho bản thân mình, nhưng chính Ngài khuyên bảo tín hữu Êphêso sống tinh thần liên đới và chia sẻ. Ngài nói rằng, bằng mọi cách tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy để nâng đỡ những người yếu đuối và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán cho thì có phúc hơn là nhận. Thế nên, mục đích của việc làm mà hội thánh mời gọi con cái mình suy nghĩ bao hàm hai chiều kích căn bản làm việc không chỉ vì nhu cầu của bản thân thăng tiến bản thân mình mà làm việc còn để phục vụ và giúp đỡ anh chị em mình thưa quý ông bà anh chị em ngày thánh hóa công an việc làm năm nay chúng ta hãy cầu xin thiên chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều thiên chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo và thánh hóa của người ngoan ngang qua những công việc thường ngày thiên chúa thánh hóa và ngài chúc lành cho chúng ta ngang qua những việc làm chính đáng ấy và ngài cũng làm cho anh chị em chúng ta thêm giàu có ngang qua sự san chia và trợ giúp của mỗi người amen